9 hầm thật ra chỉ có 8 hầm và một nhà gác thuộc ấp Ngũ Tây, làng An Cựu, xã Thủy An, thành phố Huế, cách trung tâm thành phố khoảng 6 cây số về phía tây nam, dưới chân núi Thiên Thai. Đây là kho tàng vật liệu vũ khí chiến tranh do quân đội Pháp xây dựng từ năm 1941. Từ năm 1954, Ngô Đình Cận dùng nơi này để biệt giam những người cộng sản và một số người dân Huế đấu tranh chống chế độ độc tài gia đình chị họ Ngô. Các hầm được phân bố trên 2/3 quả đồi, cửa hầm hướng xuống chân đồi, hầm có hình chữ nhật. Chỉ hầm số 1 chìm sâu xuống lòng đất, các hầm còn lại đều nổi lên mặt đất từ 1/3 đến 2/3 chiều cao. Hầm được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt sắt, trần dày đến nửa mét, ngăn thành nhiều giấy xà lim tối đen và chật hẹp như chiếc áo quan, vì chỉ có một lỗ thông hơi nhỏ. Bị đưa vào đây có nghĩa là người tù sẽ bị chôn sống. Sau năm 1975, 9 hầm và ngôi biệt thự của Ngô Đình Cận gần đó được công nhận là di tích lịch sử. Thì hầm Lập Pháp nó chứa vũ khí để đánh Nhật, nhưng mà không kịp lấy vũ khí đó để dùng. Thế thì đến cách mạng tháng 8 thì bộ đội mình vào quét hết vũ khí thì vào tay cách mạng. Thế rồi cái hầm bị bỏ, mà không ai dùng nữa, không ai nói chính hầm nữa, chính hầm mà không. Nhưng đến Ngô Đình Cận thì nó lên đó, nó lập đường riêng ở ngay cái chỗ mà làm cái hầm nhốt người đó. Cách để ngửa cái số có cái nhà trồng cam, đấy là cái đường rừng cam, ở đấy có chôn người hay không tôi không biết, nhưng mà đấy là cái đường rừng cam của mình là chỗ chơi, mà bên dưới là cái hầm. Thì cái hầm như tôi tả đấy là cao 6 mét, thì ngôn gần ông gì dùng chỗ này mình rất là trọng là tốt nhất mà kín nhất thì không ai biết. Thì cả cái vùng nó nằm cho dưới thái cai nó rào lại cả cái vùng rộng, vùng rộng hàng mấy quả đồi ấy. Thì là ít nhất là to bằng một cái phương một xã mà rào với cái cây hết, dân không được rồi. Thế cho nên suốt những năm mà chúng tôi trong hầm là dân không biết, không ai biết, trong tù cũng biết. Thế là thành một cái gì hoàn toàn như này. Tôi chỉ biết còn một cái hầm từ giờ đến cuối thôi, mà tôi không biết là có 9 năm đâu, ở đây làm sao biết. Sau này về thả ra rồi thì mới biết là có 9 năm. Tại nhà bảo tàng Tổng cục 2 quân đội ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, trong gần 6.000 hiện vật gắn liền với những chiến công thầm lặng của người chiến sĩ tình báo, có chiếc áo bao tải của ông Minh Vân mang về từ tự ngục 9 hầm. Nhưng còn nhiều con người khác âm thầm ra đi mà không để lại gì. Việc có người vẫn sống sau khi đi qua những địa ngục trần gian, nếm trải đủ mọi cực hình tàn khốc như thế, có thể xem là những bí ẩn về giới hạn chịu đựng ở con người. Đấy là thời gian nhiệt độ chính trị miền Nam nóng theo từng ngày. Ngày 21 tháng 8 năm 1956, Ngô Đình Diệm ra sắc luật 47 tuyên án tử hình những hành vi phá rối trị an có liên hệ với cộng sản. Một năm sau đó, ngày 6 tháng 5 năm 1959, Diệm ban hành luật 10 năm 9 khét tiếng nhằm diệt cộng và thiết lập tòa án quân sự lưu động để kéo lê máy chém đi xét xử những người yêu nước. Chỉ có 2 mức án là tử hình và khổ sai chung thân. Tháng 4 năm 1962, Quốc sách ấp chiến lược ra đời trên cơ sở của chương trình ấp chiến lược do Robert Thompson, một chuyên gia Anh làm cố vấn, nhằm tách rời du kích ra khỏi dân nông thôn. Tất cả các ấp đều được rào cản kiên cố, mỗi ấp có một hoặc nhiều chòi canh, các cổng ra vào được canh gác cẩn mật. Cùng với chính sách gia đình trị của họ Ngô, toàn miền Nam như một ấp chiến lược khổng lồ. Để có thể hình dung về những ngày đó, có thể nhắc lại câu chuyện diễn ra ngày 11 tháng 9 năm 1963 trong buổi họp Ban Tham mưu Nhà Trắng sau khi bàn về công điện số 478 của Đại sứ Capotlos về hiện tình Nam Việt Nam. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mark George Bundy đã buột miệng: "Đây là lần đầu tiên thế giới phải đối diện với sự điên rồ tập thể của một gia đình cai trị, chưa hề thấy sau thời các Nga hoàng." Cũng may là mấy ông bên nhà là bị bắt không có khai, ông Mười Hương cũng không có khai, mà ông Tư Tông cũng không có khai.
mà thằng em tôi bị bắt chung với lại ông Tư Tùng, tức là ông Dương Minh Sơn cũng không có khai. Đó, như vậy là tương đối là nó an toàn. Thế nhưng mà lấy gì bảo đảm như thế nào? Thì đúng ra là tôi còn thêm 2 năm nữa kìa. Nhưng mà tình hình nó rắc rối lắm, thì nó qua khó khăn, thì lúc đó là mấy đồng chí bên đây bị bắt hết. Không có một cái lưới tình báo nào ở đây không bị vỡ. Tôi nhớ từ 57 cho tới 60 rồi dính hết. Còn tôi là may ở Mỹ, thành ra là nó thoát rồi. Thế bây giờ ông ở đó ông kẹt như vậy thì ông làm sao ông về? Ông về thì ông có biết bên đây là khai tới đâu rồi là không đâu. Mà ông lẽ ông ở bên đó, ông có thể ông đi qua Pháp cũng được, ông đi xuống Mexico cũng được, ông xuống Cuba cũng được. Cuba lúc đó là nắm chính quyền là cuối 58 rồi. Thế nhưng mà anh là một cá nhân, một cá thể trong một cái tập thể lớn, mà tập thể lớn của anh là tình báo. Mà nếu không có cái chỉ đạo của chung thì cái riêng vứt mẹ nó đi rồi. Đường này đến ngày 2 tháng 9 em có đi họp được không? Tất cả những con người này đều thuộc về tập thể lớn mà ông Ẩn vừa nhắc đến. Họ không chỉ là những người hùng của quân đội nhân dân, nhiều người trong số họ còn là yếu nhân của chế độ Sài Gòn. Họ chính là những thành viên của một mạng lưới tình báo từng gửi về thành Hoàng Diệu những tài liệu đã khiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp phải thốt lên: chúng ta đang ở trong phòng chiến tranh của Nhà Trắng. Bộ quân bí mật này đã làm kinh ngạc cả thế giới. Ngay trong một tài liệu mật của quân đội Sài Gòn, đối phương đã phải thừa nhận: từ trước tới nay, loại trừ tiểu thuyết tình báo, chưa bao giờ có những tổ điệp báo thành công đến như thế. Chúng tôi không muốn nói đến sự thành công trong việc xâm nhập và leo cao, len vào các cơ quan then chốt. Điều mà chúng tôi nêu lên ở đây là sự thành công của họ quá tốt đẹp. Những tin tức chiến lược mà cảnh sát quốc gia biết họ đã cung cấp có giá trị giúp cho Hà Nội có những dự kiến chắc chắn, kiểm định chính sách của họ đối với chiến tranh hiện nay. Tất cả những con người này đều xứng đáng được gọi là những anh hùng. Vì nếu một người lính bình thường có cơ hội được vinh danh sau khi chết, thì những chiến sĩ trên mặt trận tình báo phải chấp nhận khả năng hy sinh trong một danh tính xa lạ, thậm chí là vô danh. Nhiều người anh hùng như thế đã phải vắng mặt trong cuộc hội ngộ này, nhưng cũng rất có thể họ đang họp mặt với đồng đội trong một hình thức khác của sự sống. Chúng tôi xin kết thúc tập phim Đường đến đất Mỹ này bằng một câu chuyện được dẫn từ cuốn sách Một điệp viên hoàn hảo của giáo sư Larry Berman tại Đại học University of California, Davis, vừa ấn hành tháng 4 năm 2007. Cuối năm 2003, khi khu trục hạm Mỹ USS Vandegrift trở lại Sài Gòn lần đầu tiên từ khi chấm dứt cuộc chiến Việt Nam, ông Ẩn được sứ quán Mỹ mời thăm tàu. Ông mãn nguyện nói với tác giả rằng giờ đây ông có thể vui lòng nhắm mắt, vì chiến hạm được coi như một phần đất thuộc chủ quyền của Hoa Kỳ. Nên sự kiện này được hiểu là sau gần nửa thế kỷ, cuối cùng ông Ẩn cũng đã đặt chân trở lại đất Mỹ, nơi ông học được những điều quý giá để có thể bắt đầu phần đời huyền thoại sau đó của mình.